Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su Xí Sọn và Bông Bé Bỏng. Ở diễn biến của tập vừa rồi á, thì em Su đã phải trốn học và đi mua chè để đem tới cho thằng đầu gấu, vì Su sợ là bị nó bắt nạt đó cả nha. Số tiền mà anh Sen cho Su để Su ăn sáng thì lần này Su lại đi mua chè để đưa cho tên đầu gấu. Sau khi đưa chè cho tên đầu gấu xong á, thì em Su liền nhanh chóng chạy tới trường. Tuy nhiên lúc đi ra thì liền gặp anh Sen và anh Sen đã phát hiện. Lúc này thì anh Sen liền chạy vào để lấy lại công bằng cho em Su đó cả nha. Đây, đây cả nhà thấy chưa? Đây chính xác là cái bi chè hồi nãy đó Su mua cho nó nè. Đó, mình vừa mới quay được là mình thấy luôn nè cả nhà. Tuy nhiên lúc này á thì cái tên đầu gấu đã dở cái môn võ qua và đấm anh Sen bầm mắt luôn đó cả nha. Chú ơi, nó đấm anh chú ơi. Đau quá. Cái thằng kia, tao là gì mày sao mày đấm tao? Chú ơi, anh cứ nghĩ rằng đó là thằng đầu gấu bình thường. Ai về nó quấn anh bầm con mắt rồi đúng rồi. Anh mới có lấy lại bi chì cho Su mà nó quấn anh bầm con mắt đi luôn rồi nè. Tức quá. Đó thì ok cả nhà, mời cả nhà đón xem ở tập 7 này. Đây chính là cái tập mà anh Sen đã bắt được một đối tượng đầu gấu ở trên trường của em Su và giao cho cái chú ngoan đó cả nhà. Ngày nay buồn quá anh Phước ơi. Ngày nào mình cũng nộp đồ ăn cho bọn đầu gấu đó anh. Đây, còn anh thông minh quá nên anh mới đi dỡ được cái hồ sơ. Ui, good. Lên lớp anh chia cho. Good, đi lên lớp. Đây chính là một tên đầu gấu ở địa phương khác qua địa phương của anh Sen đó cả nha. À, ở đây có hai học sinh nè, mình rình nãy giờ rồi, bây giờ có hai đứa để mình tấn lục đó. Hai đứa kia đứa này. Anh ơi. Ủa mình được mình á, đồ ăn cho đầu gấu ngoài kia rồi mà anh. Còn thằng này là thằng đầu gấu nào anh? Trời anh không biết luôn á. Họ thấy anh ơi, cái anh là đầu gấu nào vậy anh? Đó là đầu gấu mới chuyển khu vực gần đây thôi. Bây giờ ta đang thiết lập địa bàn. Tuy cái thằng đầu gấu ở đây ta chịu ấm lên, ta dành địa bàn. Tụi bay nhớ qua đây thỉnh lập cho tay nha. Mình nói là không có gì hết. Dạ anh ơi, bọn em không có gì hết anh ơi. Đúng rồi mấy anh ơi. Ôi, mình cùng đưa đi vô. Đưa đi anh. Ê. Quang hãng người ta sẽ thay cho. Bây giờ đi thôi. Dạ. Ủa thôi, mình quá rồi, hay là chết rồi. À, thì ra cái đây là địa bàn này đã có cái người chiếm lĩnh rồi à. Bây giờ ta sẽ tiêu những người đó để đây dân địa bàn ở đây luôn. Để cho nó biết đại ca đó là ai. Bây giờ ta phải qua cái trường học bên kia kìa. Bên kia là có rất nhiều đứa nhỏ. Qua đó trúng lục tụi nó. Để tại tiếng Quang. Ok cả nhà nha, thì sau khi xảy ra rất là nhiều việc ở trên trường á, thì em Su với em Bông ngày hôm nay cũng đã đi học ra rồi đó cả nhà. Hôm nay á, thì em Su đi học ra, em Su không có tự động đi về nữa, mà em Su kiếm một chỗ ở ngay cạnh trường để em Su ngồi, nhằm là em Su đợi anh Sen lên đón, bởi vì Su rất là sợ gặp cái tên đầu gấu đó cả nhà. Còn về em Bông á, thì em Bông cũng học cạnh trường của chị Su. Nên sau khi mà nghe anh Sen dặn á, thì Bông mọc ra, Bông cũng liền chạy tới chỗ chị Su để Bông ngồi, để Bông có thể đợi anh Sen lên đón cùng một lúc với chị Su luôn đó cả nha. Nhìn em Su với lại em Bông đáng yêu như thế này, mà nỡ lòng nào lại xuất hiện một tên đầu gấu tới bắt nạt Su với Bông vậy đó cả nha. Thì lần này á, anh Sen đã quyết tâm rồi. Sau khi mà đón em Su với em Bông về thì anh Sen phải tìm cho ra được cái tên đầu gấu, nhằm là lấy lại công bằng cho em Su với Bông. Một mặt nữa đó là để cho tất cả các em fan không bị ăn hiếp bởi cái tên đầu gấu đó cả nha. Ok cả nhà nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay á là mình lên mình đón Su với Bông. Nhưng mà á là mình không tới đón cả nha. Cả nhà nhìn thấy xa xa kia không? Đó là Su với Bông đang đợi mình đó. Nhưng mà mình đang có một cái ý định để có thể bắt được cái thằng đầu gấu. Thì bây giờ mình đang coi thử là nó có xuất hiện hay không. Mà nãy giờ á 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy đầu gấu xuất hiện cả nha. Mà tất cả cha mẹ các em học sinh đó hết rồi, chỉ còn Su Bông rồi đó thôi. Thì thôi chắc là nó không tới. Bây giờ mình sẽ tới mình gặp Su Bông, rồi mình sẽ bày một cái kế hoạch để cho cả nhà biết là sẽ trừng trị và bắt cái thằng đầu gấu như thế nào nha. Ok, mình tới đón Su Bông thôi. Ôi chú gà anh nè, thằng đầu gấu hình như hôm nay nó không xuất hiện rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem thử là Su với Bông hôm nay đi học có bị cái thằng đó nó bắt nạt không nha cả nhà, nó có lấy đồ ăn không nha. Su, hôm nay á cái thằng đầu gấu nó có bắt nạt em không? Ha, không cả nha. Đây để mình kiểm tra trong cặp Su thử coi.
mình rình nãy giờ mà không thấy nó xuất hiện cả nha. À, vẫn có hộp phô mai cả nha. Ok, vậy là hôm nay nó không xuất hiện. Bông, đây bông nha bông. À cả nha, bông vẫn có một hộp sữa. Vậy là hôm nay á là cái thằng đó hình như là nó bận hay cái gì á, nó không xuất hiện ở đây. Được rồi, bây giờ á là mình đã hẹn hai cái em fan của mình và hai em đó cũng là thám tử rất là ghê luôn. Đợi hai em đó tới đây mình sẽ nói cho cả nhà biết một cái kế hoạch để có thể bắt được cái thằng đầu gấu đó nha cả nhà. Ok. Hôm nay không biết anh Thái hẹn mình tới trước là làm gì ta? Gấp lắm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đi, bây giờ là mình nhanh chóng chạy qua thử. Ha, đi. Ngồi xuống đây, ngồi đây. Anh nói nè, hôm bữa giờ á là anh quan sát và anh thấy được là có một cái thằng đầu gấu nó hay tới để lấy đồ ăn của mấy đứa đúng không? Đúng rồi. Và nó hay xuất hiện ở trước cổng trường đúng không? Đúng rồi anh. Đúng rồi. Thì hôm qua anh cũng đã gặp thằng đó rồi, nó quýt anh bằng con mắt luôn. Thằng nó ghê vậy anh? Đúng rồi, ngoài ra nó còn lấy đồ ăn của xung quanh nữa. Thì hôm nay á, anh đặc biệt lên trường cực kỳ sớm luôn để anh rình nó nhưng mà vẫn không thấy nó xuất hiện. Thằng đó cũng lấy bắt nạt em lắm anh. Nó vừa chứng luôn đồ ăn của em hả anh? À, vậy là anh nghĩ chắc chắn rồi. Cái thằng đó nó chỉ đang ở quanh đây thôi. Được rồi, bây giờ á, anh có một cái kế hoạch để có thể bắt được thằng đó luôn. Đúng rồi anh, em thấy cái thằng là to con lắm anh. À, với lại còn em thấy là nó khỏe mạnh sao mà nó khỏe này nè, cái cơ bắp nó bự hơn con chuột kẻ em luôn mà. Bự hơn con chuột kẻ em luôn mà. Nó muốn đánh em sao luôn anh? Ghê vậy hả? Được rồi, anh cũng đã từng gặp mặt nó rồi. Và nó đẻ, anh đã thấy nó bằng mắt anh thấy luôn. Nó lấy được anh còn sâu bông. Bây giờ anh có một cái kế hoạch như thế này nè. Thằng nó rất là đô con đúng không? Đúng rồi. Nó cao rồi đúng không? Đúng rồi anh, ủa sao đúng vậy? Đúng rồi. Nó mà tướng nó rất là bự luôn đúng không? Đúng rồi, sao anh đúng vậy? Thì anh thấy nó rồi mà. Nếu mà ba nam anh em mình á mà nhảy vô quýnh nó chắc chắn quýnh không lại đâu, bởi vì mình vẫn là học sinh mà, còn nó là thanh niên mà nó còn gọi là giang hồ nữa. Đúng rồi. Xăm hình rồi cái kiểu nữa. Đúng rồi, bây giờ á chỉ có một cái kế hoạch là mình sẽ làm cho nó bị suy yếu sức khỏe. Suy yếu sức khỏe là sao anh? Là đây em, đó chính là mua thuốc sổ bỏ vô đồ ăn. Rồi đợi nó tới, nó cắn lột, nó lấy đồ ăn là nó sẽ lấy đồ ăn, nó ăn vào trong nó cứ sổ, nó sẽ bị đau bụng. Khi đó là sức khỏe nó sẽ bị yếu xuống và năm anh em mình tập vô quýnh nó. Trời ơi, còn anh Thắng xe mày nghĩ hay dữ anh Thắng. Đúng không? Thấy chưa? Hôm nay anh nói rồi, hôm nay kế hoạch mày để năm anh em mình bắt được nó, mày đem nó lên công an chứ không để nó lấy đồ ăn của mấy đứa như vậy được. Hợp lý không? Hợp lý. Nắm tay ơi. 1, 2, 3. Vậy là sau khi bàn bạc được một cái kế hoạch bỏ thuốc sổ để cho cái kẻ đầu gấu bị đau bụng đó cả nhà, thì nguyên team thám tử của nhà Suối Sọn đã bắt đầu hành động rồi đó. Ok cả nhà nha cả nhà, hiện tại á là mình cùng với em Phú và em Phước đã có mặt ngay tại cái máy mua đồ ăn rồi nha cả nhà. Mà Phú, chào anh. Cái thằng đó nó hay thích ăn, nó thích uống nước gì? Nó thích uống nước lọc á anh. Nước lọc không? Đúng rồi anh. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mua thuốc lọc để bỏ thuốc sổ nha cả nhà. Nè, bỏ thuốc lọc vô. Đầu tiên là phải có nước cả nha. Đó. Rồi, nước lọc là số 5 nha cả nhà. Số 7. Đây số 7. Enter. Đây cả nhà. Đó, nước lọc. Ok. Đây, nước lọc đây. Ngoài ra á là nó còn thích ăn cái gì em? Nó thích ăn Milo nữa anh. Milo nào không? Đúng rồi anh. Milo là 37 nha cả nhà. Mua tiếp Milo. Đó cả nhà không? Ok đây. Được rồi, đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành ra để bỏ thuốc sổ nha cả nhà. Hiện tại á là team bọn mình đã mua được những cái đồ ăn mà để cho cái thằng đầu gấu nó tới nó lấy là nó sẽ bị trúng kế nha cả nhà. Thì đây, có cái gì? Em nói cho mọi người biết đi. Đây để em review luôn cho. Có một chai nước lọc. Ok. Với lại một hũ sữa chua. Ok. Với lại một hũ sữa té tôm yêu. Rồi, đặc biệt á là đây. Đây mới là cái thứ quan trọng nè. Đâu anh, đâu mấy, anh? Mấy đứa như xung quanh thử thấy có thử nó có nó không? Không anh. Không có đúng không? Đâu, đây. Từ cái thứ quan trọng là anh hay để trong người xung lắm. Để lấy cho. Đây. Ủa? Đây. Cái này gì vậy anh? Biết cái gì không? Không anh. Tu, nói cho mấy anh biết đây là gì. Thuốc sổ hả Su?
Đúng rồi. Thì đây nha cả nhà, đây chính là thuốc sổ để có thể trừng trị cái thằng đầu gấu nha cả nhà. Bây giờ á, mình sẽ lấy thuốc sổ nè. Đó, mình mở ra. Bình thường á, uống một viên á là đi nhà vệ sinh một ngày. Nhưng mà bây giờ thằng này mình ghét quá, mình cho nó uống lần hai viên. Đó, đây nha cả nhà. Đó, hai viên thuốc sổ này. Mày đưa thấy không? Thấy anh, chẳng tư luôn mày. Cái đồ lắm anh ơi. Đúng rồi. Ai bị nó lấy đồ ăn của mấy đứa chứ, đúng không? Đúng rồi anh. Rồi, bây giờ mở đứa này, mở ra cho anh đi. Mở nắp ra. Đây, có ga luôn đàng hoàng nè anh. Đây nha cả nhà, bây giờ mình sẽ bỏ vô nha. Bỏ vô. Một viên. Hai viên lần. Rồi. Lắc lên. Lắc lên rồi cho nó tan ra cả nhà, để cho nó uống. Lần này là chết nó rồi. Được rồi. Đây anh. Ok cả nhà, cả nhà nhìn đi. Bây giờ á, không ai phát hiện ra đây là một cái chai để bỏ thuốc sổ nha cả nhà. Đó. Rồi, xong rồi. Bây giờ á, sau khi mà bỏ xong hết vô rồi á, thì kế hoạch của anh em mình như thế này. Mấy đứa sẽ phân công nhau ra đứng ở từng vị trí ngay trước cổng trường này. Được chưa? Khi mà cái thằng đó nó xuất hiện thì mấy đứa cứ giả đò như là mấy đứa không biết gì hết. Nó lấy đồ ăn gì mấy đứa cứ đưa, để làm sao cho nó lấy đúng cái chai này. Đó, là chắc chắn nó sẽ bị đau bụng thôi. Được chưa? Đúng rồi anh. Rồi đạp ơi. Rồi, tiên xuống đoạn. Mày lên. Ok, tiến hành cơ. Rồi, okay. Em là cái này. Ok anh. Cú là cái này. Xu với bông. Hai đứa là cái này nha. Rồi xu bông ngoài đây. Lúc này á thì em Xu với em Bông đã vô vị trí để có thể thực hiện hành động rồi đó cả nhà. Thì em Xu với em Bông đảm nhiệm vị trí quan trọng, đó là một chai nước có chứa thuốc sổ. Còn em Bông là một hộp phô mai đó cả nhà. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái kế hoạch của anh Sen. Nghe mọi người, bây giờ mình đợi cái thằng đầu gấu tới. Ok mọi người, mình đã đứng đây, mình đợi thằng đầu gấu tới nha mọi người, để nó trúng kế của bọn mình và bọn mình sẽ bắt nó lên công an. Mình đã quyết định được mấy cái đối tượng hôm nay sẽ lấy đồ rồi. Ở đây, có mấy cái đứa nhỏ đang chờ bên bị đấu học về á, mình xuống qua đây mình lấy đồ của nó. Cái thằng đứng ở cục điện này, cái thằng đầu tiên. Dạ em chào anh. Bên nhà anh lại không? Dạ nhớ, này anh đánh cái bụng em cái gì? Đúng rồi, bây giờ anh thấy có đồ ăn liền, bây giờ ra đồ ăn luôn đi. À, anh ơi. Ok cả nhà nha cả nhà. Thì hiện tại á, là mình đã thấy cái tên đầu gấu xuất hiện rồi nha cả nhà. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà thấy là tên nó như thế nào. Đó, đây chính là cái tên đầu gấu đó cả nhà. Đó, hắn đang tiếp cận em Phú và lấy của em Phú sữa đó kìa. Được rồi, đúng rồi. Đúng theo cái anh rồi. Ok Phú. Ok em. Rồi, xong thì anh phải tự động dưới đồ chưa? Dạ. Ok mọi người, thằng đầu gấu đã chung kết của bọn mình rồi nha. Bây giờ mình chỉ đợi anh Sen rồi thôi. À, mấy đứa nhỏ đây nó cũng dễ bắt nạt ghê đó. Không giống như trò trò của mình. Mấy cái đứa đó nó lớn mà mình không bắt nạt được. Được rồi, bây giờ đối thủ thứ hai là cái thằng áo đỏ đây nè. Nãy mình cũng gặp nó rồi, nãy nó không có đồ gì đưa cho mình hết. Bây giờ nó coi thử nó có đồ gì không, nó mà không có thì mình chỉ đánh nó luôn. Ok cả nhà nha cả nhà. Hiện tại á là mình đã thấy cái tên này xuất hiện rồi nè cả nhà. Dạ, sao anh? Ủa em, bây giờ em có dơ nộp đồ cho anh không? Dạ, ôi, em không có gì hết đó anh ơi. Rõ ràng anh thấy em cầm lại cái tay mẹ em thấy anh tới thì em giấu hả? Bây giờ là mình phải làm theo cái kế hoạch thôi. Dạ thôi anh ơi, mình cứ là bình tĩnh thôi anh ơi. Đừng có mù luôn mày. Không có mù luôn mà ăn đâu. Đây chính là cái tên đầu gấu này cả nhà đó. Hắn đang tiến tới em Phước để lấy đồ ăn đó cả nhà. Ok được, cứ đưa đi Phước. Cứ đưa đi, không sao đâu. Dạ. Vậy là đúng theo kế hoạch rồi nha cả nhà. Ok cả nhà nha cả nhà. Thì hiện tại á là cái tên đầu gấu đang chuẩn bị tiếp cận sâu bông rồi. Bây giờ á mình mà ngồi đây á, chắc chắn á nó sẽ không dám tới bởi vì mình là người lớn mà. Bây giờ mình sẽ để đây nha. Bây giờ nó tới là nó thấy xung quanh nhỏ nó sẽ lấy. Ok, hai đứa cố gắng lên nha. Bây giờ mình phải đi nấp thôi. Lúc này á thì dường như là cái tên đầu gấu đã phát hiện ra em Xu với Bông có một chai nước và hộp bánh, và hắn đã tiến tới với em Xu với Bông đó cả nhà. Lần này á thì mọi thứ đã diễn ra theo đúng cái kế hoạch rồi đó cả nhà. Thì liệu rằng cái tên đầu gấu này có uống trúng cái thuốc sổ mà anh Sen đã bày ra hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập 8 nha.